Quý tín chủ tuổi Kỷ Mùi kính mến, mình là Tử Vi hoan hỷ chào đón quý tín chủ đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý tín chủ luôn mạnh khỏe và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Bước sang tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý tín chủ là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và làm sao để đón nhiều vận may tới với mình. Và tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã giải công nghiên cứu dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi và ngũ hành trong tứ trụ luận mệnh, chu kỳ 60 năm của đời người đã chỉ rõ trong tháng 4 âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, vận trình của quý tín chủ sẽ bất ngờ nhận lộc trời ban, tài khí ngút trời, công danh sự nghiệp rạng rỡ, giàu hết phần thiên hạ. Vậy vận trình cụ thể ra làm sao để giải hung hóa cát, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua thì xin mời quý tín chủ tuổi Kỷ Mùi cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ về tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, tháng 4 âm lịch, năm Quý Mão 2023, với những nội dung chính sau đây. Thứ nhất, tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi. Thứ hai, tử vi sự nghiệp. Thứ ba, tử vi tài lộc. Thứ tư, tử vi tình duyên, gia đạo. Thứ năm, tử vi sức khỏe. Thứ sáu, tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 âm lịch. Thứ bảy, tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi. Và cuối cùng là cẩm nang vượng vận cho tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 âm lịch 2023. Tổng quan về tử vi tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, là tuổi con dê, thường gọi là thảo giã chia dương, tức dê đồng cỏ, mệnh thiên thượng hỏa, nghĩa là lửa trên trời. Ánh sáng từ trên trời vốn được ví như sự quang minh, lỗi lạc, vì vậy, người tuổi Kỷ Mùi có bản mệnh thiên thượng hỏa, là những người thông minh nhưng cũng khá thẳng tính, không thích sự mờ ám và luôn sống ngay thẳng. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, mệnh thiên thượng hỏa, là mẫu người rất nhiệt tình trong mọi chuyện, sẵn sàng giúp đỡ người khác, sống hào phóng. Tuy nhiên, nhược điểm là khá nóng tính, họ lại rất độ lượng và hào phóng với những người xung quanh. Tuổi Kỷ Mùi, mệnh thiên thượng hỏa, luôn thể hiện một cá tính cao quý, phẩm chất tốt đẹp, sang trọng, nhưng cũng nên bỏ qua sự kiêu ngạo, ham danh lợi, tự tin thái quá, thì phú quý mới có thể ghé vào được. Cũng giống như ánh sáng mặt trời, chỉ phát tán năng lượng mà không hề mong nhận lại, nên họ luôn giúp đỡ, phấn đấu cống hiến hết mình cho cuộc đời, cho cộng đồng và xã hội, một cách vô tư, không hề toan tính lợi ích, cũng không hề tư lợi cá nhân, luôn thể hiện một con người với nguồn năng lượng tràn đầy trong mình. Khi họ làm bất cứ việc gì, làm công việc họ chẳng biết mệt là gì, nhưng cũng đừng vì vậy mà lạm dụng sức khỏe, có thể đến một lúc nào đó bạn sẽ thấy mệt mỏi và căng thẳng. Người tuổi Kỷ Mùi, mệnh thiên thượng hỏa, yêu nghệ thuật, giỏi văn thơ, thích những màu sắc đa dạng. Không chỉ vậy, họ còn là người chuộng danh vọng, địa vị, quyền hành, đôi khi còn độc đoán làm theo ý và sở thích của bản thân, thiếu suy nghĩ chín chắn kỹ càng, nhiều khi phải trả giá cho quyết định của bản thân mình. Theo tử vi học, trời sinh tuổi Kỷ Mùi thường có cuộc sống may mắn và thuận lợi hơn nhiều người khác trong công việc hay cuộc sống. Tuổi Kỷ Mùi thường gặp được quý nhân giúp đỡ, khiến mọi việc đều suôn sẻ, như ý. Người tuổi này luôn lạc quan, vui vẻ, truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh. Đứng trước mọi gian nan, thử thách, tuổi Kỷ Mùi luôn bình tĩnh và nhanh trí tìm ra cách đối phó với vấn đề. Tuổi Kỷ Mùi sẽ có một tháng tư đầy ắp may mắn đang chờ ở phía trước. Dự kiến con đường công danh sự nghiệp của tuổi này cũng sẽ vô cùng rộng mở. Mọi kế hoạch, dự án sẽ được hoàn thành xuất sắc và đem lại cho bạn một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Chưa kể chuyện tình yêu của bạn cũng đang khiến cho rất nhiều người phải ghen tị. Cụ thể tử vi chi tiết từng phương diện của người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 4 âm lịch. Tuổi Kỷ Mùi, tháng 4 âm lịch, về mặt sự nghiệp. Xem tử vi tháng 4 âm lịch, nguyệt lệnh tháng này nằm ở đất dưỡng, người tuổi Kỷ Mùi biết cân đo đong đếm, lập kế hoạch rõ ràng cho từng đường đi, nước bước của mình thì mọi sự ắt thành. Người tuổi này tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất cứ ai, cũng không mong chờ được giúp đỡ. Thay vì nói, tôi không thể, để thoái thác trách nhiệm,
thì bạn luôn tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều đó khiến cho người tuổi này được cấp trên đánh giá rất cao, bản mệnh có thể được cất nhắc, nâng đỡ lên vị trí cao hơn trong thời gian tới. Sự chăm chỉ, chịu khó của bản mệnh sẽ đem lại cho bạn những thành quả tương xứng, giúp bạn càng có thêm động lực để cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đem lại nhiều tác động tích cực đến vận trình sự nghiệp của con giáp này trong thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bản mệnh nên nhanh chóng lập ra những kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn cho bản thân mình. Chỉ cần lên được những kế hoạch chi tiết, cụ thể sát với thực tế, phù hợp với năng lực của bản thân, có tính thách thức sẽ giúp bạn dần dần vươn lên khẳng định được uy tín, khiến nhiều người xung quanh ngưỡng mộ. Quá trình chinh phục đỉnh cao có thể bạn sẽ phải vất vả một chút, nhưng nhờ tinh thần lạc quan, tích cực mà bạn có thể thuận lợi vượt qua. Cát tinh tử vi xuất hiện cũng góp phần giúp cho con đường tiến thân của bản mệnh thêm phần hanh thông, thuận lợi. Bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có thể gặp được những người hướng dẫn, chỉ đường, dẫn lối, khiến những băn khoăn trước đó với bạn được thông tỏa, thêm vững tin vào tương lai bản thân mình. Hãy nắm bắt cơ hội, học hỏi điều hay, điều tốt từ đối phương, bạn sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng hơn rất nhiều. Thời điểm này, bạn giữ vững được phong độ, hoàn thành xuất sắc được nhiệm vụ của mình, thì tương lai sẽ còn tiến xa hơn nữa. Tuổi Kỷ Mùi, tháng 4 âm lịch, về mặt tài lộc. Xem tử vi cho thấy, bước sang tháng Đinh Tỵ, năm Quý Mão, nguồn thu nhập của người tuổi Mùi khá dồi dào, đặc biệt là thứ tài phát triển mạnh mẽ. Nguyệt lệnh lâm dưỡng cùng chính quan tương trợ cho phép bản mệnh tuổi Kỷ Mùi có được những suy nghĩ lạc quan hơn về tương lai của mình. Có thể ngay trong tháng này, bạn không thu được một khoản bội tiền, song mọi việc đang tiến triển rất thuận lợi, đồng tiền chảy vào túi cũng đều đặn hơn, bạn không phải lo đến chuyện chi tiêu hay cơm áo gạo tiền như trước. Trong tháng này, người tuổi Kỷ Mùi làm tốt công việc được giao, nên dễ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp đề bạt, có cơ hội được tăng lương, thăng chức. Ngoài ra cấp trên tạo điều kiện để gia tăng thu nhập từ nhiều nguồn thu khác nhau, chạm tay vào nhiều dự án mới, cùng với đó các mức đãi ngộ cũng sẽ gia tăng. Còn với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu, thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít hơn được. Mối quan hệ xã giao tốt đẹp, bạn biết cách thu phục được khách hàng cũng như đối tác làm ăn trong thời điểm này. Thậm chí với những đối tác, khách hàng ở hiện tại có thể trở thành quý nhân của bạn trong tương lai. Vì thế, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi cần phải chủ động giữ mối quan hệ với họ để có thể hợp tác lâu dài nhé. Bên cạnh đó, người tuổi Kỷ Mùi biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang phí quá đà, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định, nên thường tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai, nên cuộc sống không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Song, bản mệnh cũng nên hưởng thụ cuộc sống, thi thoảng cho phép mình được nghỉ ngơi, nuông chiều bản thân mình một chút, chớ nên kiếm được tiền mà không biết cách tiêu tiền nhé. Tuổi Kỷ Mùi, tháng 4 âm lịch, về mặt tình cảm, gia đạo. Tháng này cát tinh Bách Việt chủ đào hoa trợ vận cho người tuổi Kỷ Mùi, nên chuyện tình cảm thăng hoa nhanh chóng, bản mệnh có sức cuốn hút riêng của mình, không hề phải gồng mình lên để tỏ vẻ hay chứng minh điều gì mà cũng có thể khiến cho đối phương cảm thấy rung động. Người độc thân hãy sẵn sàng để chuẩn bị bước vào một mối quan hệ tình cảm mới, hãy gạt hết những chuyện đã qua, chôn vùi quá khứ, hướng về tương lai tươi sáng ở phía trước, bạn sẽ có được hạnh phúc mà mình mong chờ. Và nếu bạn được người thân quen giới thiệu cho đối tượng triển vọng, bạn hãy thử cho đối phương một cơ hội để hai bên có thể tiếp xúc trò chuyện thường xuyên hơn. Nếu cảm thấy người đó phù hợp với mình, hai bạn có thể tiến những bước xa hơn, còn không thì đôi bên vẫn có thể làm bạn. Đối với người đã tìm được nửa kia hoặc đã lập gia đình, mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một hòa hợp hơn. Quý nhân cát tinh cũng sẽ giúp cho các cặp vợ chồng hòa giải được mâu thuẫn trước đó và tìm lại bình yên trong gia đình. Biết thông cảm cho những khó khăn của đối phương, đôi bên đã dần khắc phục được những quan điểm bất đồng, bao dung hơn cho những khuyết điểm của nhau, tình cảm giữa hai người sẽ ngày càng thắm thiết hơn. Trong dịp này, hai người có thể tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên, khiến cuộc sống thêm phần ngọt ngào, ấm áp để luôn nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình nhỏ nhẹ. Tuổi Kỷ Mùi, tháng 4 âm lịch, về mặt sức khỏe. Tháng này bạn nên tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh, không nên bắt bản thân lao động quá sức, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi. Bạn cũng nên sắp xếp thời gian để tham gia vào các hoạt động rèn luyện, thể dục, thể thao, mở rộng các mối quan hệ, không nên giữ mọi chuyện trong lòng hoặc sống trong thế giới riêng. Khi gặp phải chuyện căng thẳng, bạn nên tìm cách thư giãn hoặc tâm sự, trao đổi với người đáng tin cậy
những người thân, bạn bè sẽ giúp bạn giải tỏa được áp lực, căng thẳng, giúp cho bạn tích cực hơn, có mục tiêu phấn đấu hơn. Tháng này sức khỏe bình thường, tuy nhiên vẫn nên chú ý về dạ dày và đường ruột, chú ý chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe khoa học và sống lành mạnh để có sức khỏe luôn được tốt nhé. Và bây giờ là tử vi chi tiết từng tuần cho tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 4 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 âm lịch. Bước sang tuần mới trên phương diện sự nghiệp, chính quan chiếu mệnh cho thấy người tuổi Kỷ Mùi đang rất thỏa mãn với những gì mình vừa đạt được, từ đó thành ra kiêu ngạo, không nhìn nhận đúng thực tế trước mắt. Thiên quan và thương quan khuyên bạn tốt nhất không nên chủ động gây hấn với người khác. Đặc biệt là những người có chức, có quyền, chuyện làm ăn cũng diễn ra khá suôn sẻ với bản mệnh trong tuần này, mà chủ yếu là khoảng thời gian từ giữa tuần đến cuối tuần. Nhờ có sự thông minh, nhanh nhạy cùng với các mối quan hệ rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị mà không cần phải tốn quá nhiều công sức. Sao tử vi hứa hẹn sẽ mang lại nhiều may mắn hơn cho người tuổi này. Bạn hãy không ngừng cố gắng, rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng. Trong chuyện tình cảm, những cơ hội tốt đẹp đã tới trong thời gian qua, một số vấn đề có thể xảy đến với các cặp đôi tuổi Kỷ Mùi vào thời điểm đầu tuần, khiến hai bạn hiểu lầm nhau. Tuy nhiên, nếu đối phương chịu bình tĩnh, tâm sự, chịu đặt mình vào vị trí của đối phương, thì sau đó mọi chuyện đều có thể giải quyết nhẹ nhàng. Quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Tuất, tuổi Thân. Màu sắc may mắn, màu hồng, màu trắng. Con số phát tài, số 28, số 01, số 55. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 âm lịch. Tuần này là một tuần rực rỡ trong sự nghiệp. Đối với người tuổi Kỷ Mùi, bạn thậm chí có thể gặt hái được những thành công vượt quá cả mong đợi. Những cố gắng từ trước tới nay của bạn được đền đáp xứng đáng, bạn được lãnh đạo ghi nhận và hoàn toàn có thể an tâm tận hưởng thành quả của mình. Chuyện làm giàu diễn ra khá thuận lợi đối với bản mệnh và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày cuối tuần. Chính tài cho thấy bạn có cơ hội được thưởng nóng, thậm chí tăng lương. Trong khi thiên tài cho thấy một số người may mắn có thể phát tài nhờ những trò may rủi hoặc được hưởng một khoản thừa kế. Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ quỷ chiếu mệnh cũng chỉ rõ, đó có thể là kẻ tiểu nhân, muốn gây hại cho sự nghiệp của bạn. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này. Quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu. Tiểu nhân, tuổi Thân, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu trắng. Con số phát tài, số 09, số 73, số 26. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 âm lịch. Trong sự nghiệp, người tuổi Kỷ Mùi phải kiên trì khi đối diện với khó khăn mới mong gặt hái được thành quả ngọt ngào. Cấp trên và đồng nghiệp có thể cố tình gây khó dễ cho bạn. Song bạn chỉ cần nỗ lực hết mình thì không có vấn đề gì là không thể giải quyết. Đến cuối tuần, thậm chí bạn tìm được thời cơ để biến thách thức thành cơ hội. Chuyện làm ăn của bản mệnh chỉ đến vào đầu tuần khi có thực thần nâng đỡ. Do đó người làm ăn cũng cần hết sức nhanh chóng để nắm bắt cơ hội. Bởi một khi đã để lỡ thì phải chờ thêm một khoảng thời gian nữa, cơ hội mới xuất hiện lần thứ hai. Hãy tự tin vào bản thân, bạn hoàn toàn có năng lực chinh phục mọi đích đến. Tuần này là một tuần cực kỳ may mắn đối với người tuổi Kỷ Mùi. Trên phương diện tình duyên, gia đình bạn duy trì được bầu không khí ấm áp và hòa thuận. Các thành viên luôn quan tâm đến nhau, sẵn sàng tâm sự, chia sẻ mọi chuyện với nhau. Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh, người độc thân cũng có nhân duyên khá tốt, các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người, thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý, chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi một ai. Quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tiểu nhân, tuổi Ngọ, tuổi Thìn. Màu sắc may mắn, màu tím, màu vàng. Con số phát tài, số 33, số 96, số 11. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 4 âm lịch. Bước sang tuần cuối của tháng Đinh Tỵ, vận trình của người tuổi Kỷ Mùi nhờ thiên đức cát tinh hỗ trợ sẽ mang theo cơ hội thăng tiến trong công việc. Thời gian này bản mệnh sẽ thể hiện được năng lực cá nhân của mình và đạt được những thành công nhất định.
Trong khoảng thời gian này vẫn có thể xuất hiện một số thay đổi nho nhỏ, nhưng với kinh nghiệm và bản lĩnh sẵn có của mình, với tài ăn nói và trí tuệ hơn người, bạn hoàn toàn có thể thích nghi nhanh chóng và nắm bắt được diễn biến công việc một cách dễ dàng. Trong chuyện tình cảm, người tuổi Kỷ Mùi được khuyên rằng bạn cần yêu thương bản thân mình trước khi yêu người khác. Bạn hy sinh quá nhiều vì mối quan hệ tình cảm này mà quên mất bản thân cũng xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp. Đừng chỉ quan tâm tới cảm nhận của người khác mà bỏ qua cảm xúc của chính bản thân mình nhé. Về phương diện tài lộc, người tuổi này đang có những tính toán thông minh và phù hợp với điều kiện thực tế nên lợi nhuận thu về không hề nhỏ. Bạn có thể nhân cơ hội này để tìm kiếm các đối tác làm ăn tiềm năng, tăng cường tỷ lệ thành công cho việc đầu tư, kinh doanh của mình. Quý nhân, Hợi, Mão. Tiểu nhân, Sửu, Tuất. Màu sắc may mắn, xám, vàng. Con số phát tài, số 67, số 28, số 33. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tuổi hợp làm ăn cũng vô cùng quan trọng trong vận trình của mình. Vậy người tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi nào trong giai đoạn này? Tuổi hợp làm ăn với tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 âm lịch 2023. Người tuổi Ngọ. Bên cạnh những người bạn cùng tuổi, những người tuổi Ngọ cũng là quý nhân mà tuổi Kỷ Mùi không nên bỏ qua, cả hai có sự ăn ý về nhiều mặt. Đặc biệt đều biết cách lắng nghe, nên gặp chuyện gì cũng có thể đồng tâm hiệp lực để vượt qua. Sự xuất hiện của người tuổi Kỷ Mùi sẽ đem đến rất nhiều may mắn cho tuổi Mùi. Không chỉ công việc thêm suôn sẻ, mà tình cảm cũng có nhiều tiến triển tốt, bởi tuổi Kỷ Mùi rất biết cách điều hòa mối quan hệ của cả hai. Nên có thể giữ được sự ổn định, kể cả khi xảy ra khúc mắc, có sự giúp đỡ của người tuổi Ngọ, tuổi Kỷ Mùi sẽ biết cách tiết chế cảm xúc của mình, phô bày sức quyến rũ. Người độc thân nhờ thế, có thể thuận lợi thoát khỏi cảnh đơn chiếc, thậm chí thành công bước vào một cuộc hôn nhân như ý muốn. Người tuổi Hợi. Xem tử vi cho thấy, quý nhân của người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 âm lịch là người quen cũ tuổi Hợi. Tuy cả hai không thường xuyên liên lạc, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp về nhau. Bất cứ khi nào gặp lại, tình cảm đều không có sự suy giảm. Sự xuất hiện trở lại của người bạn cũ này mang tới cho tuổi Kỷ Mùi khá nhiều tin vui. Đối phương sẵn sàng đưa ra những lời chỉ dẫn để bạn đi đúng hướng, đúng đường. Với sự giúp đỡ của họ, bản mệnh tuổi Kỷ Mùi sẽ nhanh chóng cải thiện được tình hình tài chính, cũng như xây dựng được các mối quan hệ tốt đẹp hơn. Người tuổi Mão. Người tuổi Mão có mối quan hệ tương hợp thái tuế với tuổi Mùi, nên cũng chính là quý nhân, là người bạn, là đối tác hợp tác trong việc làm ăn của bản mệnh tuổi Kỷ Mùi trong tháng 4 âm lịch này. Tuổi Mão rất giỏi trong việc quản lý tiền bạc. Nếu ở chung với tuổi Mão thì tuổi Mùi có thể học được một số kiến thức quản lý tài chính, thói quen tiêu dùng thay đổi. Điều này giúp tài vận của tuổi Mùi được cải thiện nhanh chóng. Cẩm nang vượng vận cho tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 4 âm lịch năm 2023. Lời khuyên dành cho người tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979, trong tháng 4 âm lịch. Người tuổi Kỷ Mùi nên làm gì? Tháng có sự cát lợi, để duy trì cát khí tốt, bản thân làm gì cũng nên thấu tình, đạt lý, cần, kiệm, liêm, chính, ắt mọi việc thuận buồm. Người tuổi Mùi không nên làm gì? Tuy là tháng tốt, nhưng cũng không nên va chạm hay làm liều, phạm pháp hơn thua, xung đột mà làm ăn xấu đi, khi làm lớn nên để lại đường lui cho mình và suy nghĩ thấu đáo để tránh mất tiền oan. Theo tử vi số học, những người sinh vào tháng âm lịch này đã phải trải qua những biến cố trong cuộc đời, nhưng từ khi bước sang năm 2023, cuộc sống của họ sẽ phát triển thịnh vượng, giàu có nhanh chóng. Và tháng 4 âm lịch được cho là thời điểm may mắn nhất với những tháng sinh sau. Người tuổi Kỷ Mùi sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch rơi vào tiết kinh chập, người tuổi Mùi sinh vào thời điểm này trong năm, tính tình hòa nhã, ấm áp, cũng là người giỏi ngoại giao, có đường nhân duyên rất tốt. Sinh vào tháng 2 âm lịch, người tuổi Mùi dễ được quý nhân giúp đỡ về nhiều mặt trong cuộc sống. Ở nhà có cha mẹ anh em tương trợ, ra ngoài lại có bạn bè nâng đỡ. Dường như con giáp này gặp rất nhiều điều may mắn và thuận lợi. Cũng chẳng lo bị dồn đến bước đường cùng bởi khó khăn, có được điều đó cũng là nhờ bản mệnh, thường ngày thân thiện hòa đồng, hay giúp đỡ mọi người, lẽ là nhân quả thường thấy. Đường tài lộc của con giáp này trải dài khắp bốn phương, thu nhập đến từ nhiều nguồn, tài lộc dồi dào, không bút nào tả xiết. Nếu đi theo con đường chính trị, ngoại giao, thì tài năng của tuổi Kỷ Mùi sẽ được phát huy cao độ, dễ dàng giành được nhiều thành công trong sự nghiệp, cũng như lập nên những thành tựu lớn.
Người tuổi Kỷ Mùi sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là lúc vào tiết thanh minh. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này, nhờ thế mà đầu óc cũng tinh anh, lanh lợi, thông minh hơn người, nhân duyên cũng rất tốt. Họ may mắn được người thân giúp đỡ nhiều, cũng được bạn bè quý mến, vượng vận quý nhân, cuộc đời cũng hạnh phúc an lạc. Không phải trải qua biến cố gì lớn, cũng không vượt qua đại nạn gì, có thể thu nạp tài lộc từ khắp bốn phương. Dù là nam hay nữ, thì tuổi Đinh Mùi sinh tháng 3 âm lịch cũng có trí tuệ hơn người, có sự mẫn cảm cao, phẩm cách cao sang, tính tình thẳng thắn, sức khỏe cũng tốt. Họ là người dễ dàng lấy được thiện cảm từ phía người đối diện, mạng lưới quan hệ xã hội tốt, có thể đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, nhờ có điều này. Danh lợi song toàn, tiền bạc dư dôi. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tiết tiểu thử. Người sinh vào tháng này có tính tình ngay thẳng, hoạt ngôn lanh lợi, lúc nào cũng tràn đầy lòng nhiệt thành và giúp đỡ mọi người. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tháng sinh này. Kỷ Mùi sinh tháng 6 âm là những người dũng cảm, gan dạ, chẳng hề nao núng trước bất cứ điều gì. Họ tài trí hơn người, dễ dàng giành được lòng tin, cũng như sự ngưỡng mộ, yêu quý của những người xung quanh. Tâm hồn hướng thiện, trái tim bao dung, họ hiếm khi làm mất lòng ai, là bậc thầy về cách đối nhân xử thế. Trên con đường sự nghiệp, tuổi Mùi sinh tháng 6 âm, có nhiều bạn bè giúp đỡ, quý nhân tương trợ, nhờ thế mà tìm được nhiều cơ hội để phát triển, cũng giành được nhiều thành công trong công việc. Người này cũng trung thực ngay thẳng, ghét chuyện gian dối, thấy chuyện bất bình chẳng tha, mà gặp người hoạn nạn đưa tay cứu giúp, nhân duyên nhờ thế mà cũng thu thập phần nào tốt đẹp, họ sống thanh cao, chẳng màng đến những tranh đua của cuộc đời. Nhờ thế mà cuộc đời ưu ái, tặng cho nhiều món quà cuộc sống. Hôn nhân gia đình của tuổi Mùi cũng rất hạnh phúc, gia đạo an yên, mà tài lộc sung túc, tiền bạc thi nhau đổ về nhà. Người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm là tiết lập thu. Số người tuổi Mùi sinh tháng 7 này thông minh tài giỏi, có dũng, có mưu, ý chí kiên cường, có khí khái ngút trời, nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất. Nữ nhi cũng chẳng thua kém mấy phần, có tinh thần kiên định, dám nghĩ, dám làm, đã muốn gì là bản mệnh sẽ cố gắng hết sức để làm cho bằng được. Vận mệnh người tuổi Kỷ Mùi sinh tháng này cho thấy, toàn trải qua khó khăn gian khổ, thì bản mệnh lại càng có được nhiều thành công vang dội, tài hoa và trí tuệ, giúp cho bạn trở nên khác biệt với mọi người, có thể trở thành người lãnh đạo mà ai nấy cũng phải ngưỡng mộ và thán phục. Tuổi Kỷ Mùi sinh tháng 7 âm lịch, sự nghiệp khó tránh khỏi thăng trầm, có không ít lần tưởng chừng thành công thì lại vấp ngã, song bản mệnh không vì thế mà bỏ cuộc, ngược lại càng thêm kiên cường hơn. Tự mình rút ra kinh nghiệm và rèn luyện bản thân, thành đấu sĩ bất khả chiến bại, đứng dậy ngay từ nơi mình ngã xuống, thoát khỏi những thất bại đau đớn, mà lập nên thành công vang dội, có phúc tướng, bản mệnh được hưởng phúc trời ban, như ý cát tường, đã vượng lại càng thêm vượng, dù thất bại thì tương lai sẽ tất thành. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 4 âm lịch năm 2023 của tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!